Trời mày, cái cây gì? Cây gì đặt ngang ghê vậy? Phía trước mặt mình là một cái ngôi nhà bỏ hoang rất là đáng sợ luôn, nhìn quỷ ở bên ngoài rất là ghê luôn. Vô nào ta, thôi đi đường mình vô. Chỗ này có đường vô nè. Ông cái ngôi nhà này rất là ghê luôn. Xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại Linh đang có mặt tại con đường N2 thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì ngày hôm nay Linh đi ngang đây, Linh thấy có một cái ngôi nhà bỏ hoang, nhìn vẻ vẻ bên ngoài rất đáng sợ luôn. Cho nên là mới đi vô đây để mà khám phá ngôi nhà này như thế nào. Đấy, xung quanh đây là mình thấy trong nhà còn rất là nhiều đồ đạc để lại luôn. Đây, còn tủ đồ còn nguyên luôn cả nhà ơi. Chỗ này là cái bàn thờ này, ở dưới đất bắc hương luôn. Trời ơi, bên đây có vào cái một con ngắn, bên đây có vào cái con ngắn nè. Trong đó chắc là mình nghĩ là một cái căn phòng chứa đồ, phòng cũng nhỏ. Trời luôn, đồ đạc đây còn nguyên luôn cả nhà. Ngôi nhà này thì ở trên là mái ngói. Mái ngói cũng bị lủng mấy lỗ trên trên trần nhà. Tủ bàn gì còn rất là nhiều luôn. Cánh cửa này còn nguyên luôn. Trời, chỗ này là một cái bát hương mà người ta vô đây là người ta cầm nhang nè. Chắc là có người vô đây để mà cầu cơ xin số gì đó cả nhà. Đây là cái bát hương nè, có người vô đây cầm nhang đốt thuốc nè. Chắc là họ vô đây để mà cầu cơ xin số rồi. Vậy cái này là cái chai rượu tây cả nhà ơi, còn nguyên nước trong đây còn nửa chai luôn nè. Nghĩ là ngôi nhà này xưa là rất là khá giả, giàu có, tủ đồ là còn người ta đi là bỏ lại còn nguyên luôn. Trong đây có cái chuông gió nè, có hình búp bê của con chó nữa nè. Ghê không? Giờ mình sẽ đi qua cái căn phòng bên đây. Ôi, giường còn nguyên luôn, nguyên cái giường hộp còn nguyên luôn, cái giường hộp bằng gỗ mà còn nguyên luôn cả nhà. Không biết vì lý do như thế nào mà cái ngôi nhà này bỏ hoang, nhưng mà gia chủ là bỏ đi, còn để lại đồ đạc trong đây rất là nhiều luôn.
Còn bên đây cái bàn nữa nè. Phía bên ngoài là lùm cây không ấy nè. Ngoài đó ong đóng quá trời luôn. Cái chỗ này giống như là một cái bàn thờ ông địa vậy ta, hay là cái bếp. Ủa, tại sao lại là đặt đối diện cái giường ta? Nghĩ là cái chỗ này là cái bàn thờ à, bàn thờ ông địa hay là gì đó, sao lại đặt đối diện cái giường được ta? Chứ cái bếp là không thể nào để trong phòng được. Kiến trúc của cái ngôi nhà này xây rất là kỳ lạ luôn. Ở trên đó trời ơi, làm hết hồn. Ở trên đó là cái văn phòng khách hay gì. Ngôi nhà này rất là rộng luôn. Ở trong đây là một cái căn phòng, nó thông lên cái đường này là lên phòng khách phía trước. Đồ đạc còn rất là nhiều luôn ở dưới đất này cả nhà, thấy không? Đây là mấy cái ga giường nệm, đồ rải rác dưới đất rất là nhiều luôn. Đồ dùng của người ta. Rồi, nãy mình vô mình không để ý dưới đất nhiều cho nên là mình không thấy mấy cái cuốn album hình nè. Rồi, đây là cái cuốn album hình của bốn người phụ nữ. Trong đây có rất nhiều hình luôn cả nhà ơi, mà nó bị ướt rồi, bị lem hết rồi, không thấy rõ nữa. Quá trời luôn. Tấm hình này là còn thấy rõ nè. Thấy rõ là một người phụ nữ mặc áo dài màu tím. Đa số hình trong đây là mình thấy hình của nữ không à. Bên này có cái gì nữa nè. Hình trái tim gì, quá trời đồ luôn. Bình lọc nước, đó là có đĩa CD nữa, đĩa CD cũ hồi xưa nè. Thì là cái ngôi nhà này á, ở ngoài là cái kiến trúc cổ xưa rồi, bên trong đây đồ là mình thấy là cũng rất cổ luôn nè. Mấy cái đĩa CD giờ này nè, trong này còn là cũng dữ dằn lắm á. Mấy cái đĩa CD nè bị hư hết rồi, quá trời đồ luôn. Còn mấy cái văn phòng ở phía sau nữa, giờ mình sẽ đi lại phía sau tiếp tục khám phá những cái dãy phòng ở phía sau. Ở trong đó có một cái căn phòng nữa nhưng mà không có lối đi vô. Cái bàn này nó chắn mất cái lối đi vô rồi. Bàn này dời ra được không ta? Mình kiếm cái đường để mà mình đi vô trong đó đây, xem có gì trong đó không. Trời ơi, trong đây là có mấy cái kệ tủ của người ta, đồ trong đây cũng vẫn còn luôn. Trong kệ tủ này vẫn còn đồ bọc đồ ni lông luôn. Trời, cái này cái gì nhìn như tóc vậy. Cái này là cái miếng da, miếng màng gì nhìn như là tóc luôn, cũng ghê luôn.
Cái này chắc mình nghĩ là cái màn giống như tóc vậy, đen thui. Ổ điện rồi mình thấy là cũng còn yên nguyên rồi cả nhà. Tại vì ở ngoài nãy mình đi vô là mình thấy cái đường dây điện á, ở ngoài phía ngoài đường dây điện là vẫn còn kéo vô cái nhà này. Rộng quá trời luôn, phía sau này rộng thênh thang luôn này. Hai ba gian phòng luôn. Ở dưới đây là cái gian bếp, tủ kệ đồ dây leo, cũng bò vô đây nó bám đầy chân luôn nè. Bình nước đồ đồ đạc dưới đất là mình thấy là còn quá trời luôn. Thì nãy ở trên phòng khách đó là mình thấy có người vô đây là cầu cơ xin số, và chắc ngôi nhà này chắc có điều gì đó tâm linh rất là đáng sợ luôn. Ở dưới đây có giày dép của con nít nữa nè, quá trời luôn, giày dép của con nít với phụ nữ uống làm đôi luôn. Phía ngoài này là nguyên một cái rừng sậy, và cặp bên đó là một cái nhà mồ đang được xây dựng rất là to luôn. Cái địa hình ở chỗ này là rất âm u. À, hình ngoài, hình cái con đồ chơi bằng mũ hình chưa bắt giới nè, nhìn đúng ghê luôn. Nhà này chắc lúc trước là mình nãy giờ là mình không thấy cái dấu hiệu nào đồ đạc của đàn ông, chắc xưa chắc chỉ có phụ nữ với lại con ở đây thôi. Chỗ bên đây có một đống chai gì luôn nè, chai bia hả, chai bia không có chai còn nguyên nữa nè cả nhà. Quá trời vỏ chai luôn. Ở phía sau này là có mấy cái hình Phật Quan Âm, và cái chỗ này là mình không biết là cái gì luôn, nó giống như là cái giường vậy. Chỗ này là để làm gì ta, mấy cái miếng này là miếng của cái tivi nè, tivi mà đít nhọn hồi xưa nè, miễn rất là dày luôn. Mấy có hình thờ Phật Quan Âm đây nữa. Ngôi nhà này phía sau này rất là âm u luôn á, cho nên là mình thấy là có hình thờ này chắc là trấn yểm. Đây là cái tivi bể này cả nhà, còn cái vỏ không. Quá trời đồ đạc sót lại. Ôi, trong cái căn phòng này có cái đống đồ luôn à. Ôi, cái miếng này là cái gì đây? Trời ơi, miếng này là một cái váy phụ nữ gì vậy? Ở phía sau này là có một cái bàn thờ nữa nè, một cái ghế đá, một cái bàn thờ nữa nè, mà ở sau đó là rừng cây không à. Có một cái bàn thờ ở ở phía sau này, nó không biết là thờ gì đó. Con nhà rất là rộng luôn.
ở phía bên ngoài là rừng cây không nữa nha, rất là mông luôn. Nói chung là cái địa thế của cái ngôi nhà này nãy giờ là mình thấy là mịt mù, là bốn phía toàn là lùm cây không, rất là âm u. Mình nghĩ là trong ngôi nhà này có những cái điều gì đó tâm linh xảy ra lúc trước rồi, cho nên là gia chủ không có ở được nữa. Chứ một cái ngôi nhà mà đối diện cái mặt tiền lộ, mà ngôi nhà rộng lớn khang trang như vậy, mà ngôi nhà cổ nữa, tại sao là người ta lại bỏ đi không ở nữa? Ở trong đây là đồ đạc là mình thấy là còn nguyên vẹn luôn, tủ bàn ghế gì còn để lại hết trơn luôn. Ở đây còn một sắp hình nữa nè cả nhà, nguyên cuốn hình luôn à, có hình của em bé nè. Đây mấy tấm hình ở sau này bị lem hết rồi. Đây hình một bé gái còn thấy rất là rõ luôn, còn mấy tấm phía sau này bị lem hết rồi. Ngôi nhà này ghê thiệt. Đây có tấm này thấy rõ nữa nè, có bé gái nè. Tại sao là người ta lại bỏ đi khi mà đồ đạc như những cuốn album hình như thế này, tại sao người ta không lấy đi? Đó là một cái nguyên nhân rất là khó hiểu. Mấy cái đó là mấy cái đồ mà kỷ niệm, làm sao người ta bỏ lại được? Mình nghĩ là cái ngôi nhà này xảy ra một cái biến cố gì, cho nên là người ta mới bỏ đi như vậy. Ở giữa thì ở đây là mình thấy là có nhang thấp. Mấy cái chỗ này là mới thấp thôi. Cây nhang này mình thấy cũng còn rất là mới luôn. Chắc là những cái người mà thành phần nào đó vô đây để mà người ta cầu cơ sinh số. Thì chứng tỏ là ngôi nhà này có một cái điều gì đó là tâm linh ma mị gì ở đây, cho nên là người ta mới vô đây sinh số. Tủ bàn ghế nè, mấy cái bình rượu, mấy cái này trong đây là mình nghĩ là bình rượu á, không biết phải không mà thấy đen xì trong đó còn y nguyên luôn. Đồ đạc bàn thờ đâu, bên đây là cái gì? Chỗ này nè, mình nghĩ là chắc là cái ghế salon, bộ bàn ghế salon của phòng khách bị bể hết rồi. Hai bên này là hai cái bức tranh, nó ghi là đề những cái bài thơ lên đây. Ngôi nhà này chắc có lẽ là mình sẽ đi khám phá và băng đi một dịp nào đó, để xem là ban đêm xuống là cái ngôi nhà này nó có ghê gớm và ma mị đến cái nào. Thì bây giờ mình sẽ quay trở ra cả nhà. Nãy giờ là mình đi cũng xung quanh một vòng. Ông đâu? Bây giờ mình cũng quay trở ra cả nhà. Ở phía trước cửa là cây cỏ không. Thì mình cũng đi một vòng để khám phá xung quanh cái ngôi nhà đó. Thì phía bên trong còn rất là nhiều đồ đạc và rất là đáng sợ luôn. Cái không gian bên trong rất là ghê luôn. Thì bây giờ mình xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà. Thì để đi tìm kiếm những cái ngôi nhà hoang khác, mình xin kết thúc video tại đây nha. Thì nếu mà cả nhà xem được video này thấy hay thì hãy cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh, để ủng hộ mình có động lực làm những cái video tiếp theo hay hơn nha. Chào tạm biệt cả nhà.